Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng quay trở lại với chị Hiên ở trong một đề văn nghị luận xã hội tiếp theo. Và chị hy vọng rằng với những phần audio chia sẻ với các bạn về các đề văn nghị luận xã hội này, chúng mình sẽ cùng nhau hoàn thiện những bài nghị luận xã hội tốt hơn các bạn nhé. Ở trong buổi tối ngày hôm nay, chúng mình có một đề bài như sau. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Đây là lời bài hát ở trong tác phẩm Để gió cuốn đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ nêu cảm nhận của anh chị về thông điệp được truyền tải qua những câu hát trên. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về một đoạn văn tham khảo các em nhé. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng để lại lời hát ấn tượng: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Nếu ví cuộc đời này là một trường ca bất tận, thì có lẽ lối sống sẻ chia, cho đi là còn mãi, là một nốt trầm sâu lắng và chứa đựng giá trị nhân sinh sâu sắc về cách ứng xử của con người trong cuộc sống. Và những lời hát quen thuộc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã truyền tải thông điệp đáng trân trọng như thế. Cho đi là cách ta sẻ chia, giúp đỡ ai đó về mặt vật chất hoặc tinh thần. Cho đi là làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, yêu đời hơn, làm cho chính bản thân chúng ta hoàn thiện hơn, cảm nhận cuộc đời này có ý nghĩa hơn. Không chỉ vậy, cuộc sống giống như một ngọn núi, có lúc dốc, có lúc bằng phẳng khác nhau. Bởi vậy, luôn cần đến những con người biết sẻ chia, biết cho đi mà không nghĩ đến việc nhận lại. Cuộc sống này còn nhiều những mảnh đời bất hạnh, họ cần lắm một ánh lửa sẻ chia từ chính chúng ta. Đôi khi chỉ là cái nắm tay thật chặt, cái vỗ vai, lời an ủi, động viên cũng phần nào giúp họ rất nhiều. Nhắc đến lẽ sống đẹp này, chúng ta lại nhớ đến câu chuyện về chàng thanh niên Nguyễn Hữu Ân đã từng chia sẻ chiếc bánh thời gian của mình để giúp đỡ những người bệnh ung thư giai đoạn cuối. Hay mới gần đây nhất, cũng xuất phát từ thông điệp cuộc sống cho đi là còn mãi, bé Hải An, em bé với một trái tim nhân hậu, khi biết về căn bệnh của mình, dù còn rất nhỏ, em đã quyết định hiến giác mạc của mình để dành sự sống đó cho một người may mắn. Hành động nhân ái của em đã trở thành nguồn động lực lớn lao, lan tỏa đến toàn xã hội. Chúng ta cần phải biết sống mỗi ngày là một trải nghiệm, được yêu thương, được sẻ chia là điều hạnh phúc nhất. Cuộc sống sẽ tuyệt vời biết bao khi mỗi con người sẵn sàng cho đi, chia sẻ đối với những người xung quanh mình. Hạnh phúc sẽ còn mãi nếu mỗi ngày chúng ta đều sẵn sàng lan tỏa tình yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh. Và cuộc đời sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu nếu như ai cũng mang trong mình một trái tim tình yêu như thế và sẵn sàng cho đi nhiều hơn. Các bạn thân mến, vậy là ở trong phần bài mà chị vừa chia sẻ cùng với các bạn ở trong phần audio này, thì các em có thể thấy là chị đã đi cùng với các bạn từ việc chúng ta giải thích lối sống sẻ chia là gì này, đúng không ạ? Sau đó chúng mình cùng với nhau đi phân tích về lối sống sẻ chia, biểu hiện của lối sống này là gì và ý nghĩa của lối sống sẻ chia ở trong cuộc sống là gì. Đây là dạng đề mà một tư tưởng đạo lý ẩn ở trong một cái câu hát. Và điều rất quan trọng chúng ta đã làm được cùng với nhau, đó chính là chúng ta đã cùng với nhau làm sáng tỏ bài học mà chúng ta chia sẻ với nhau ở trong cái đoạn văn này là gì, được truyền tải qua câu hát đó là gì. Và chị hy vọng rằng là với phần hướng dẫn vừa rồi của chị thì các bạn có thể có được cho mình một cái bài viết nghị luận xã hội tốt nhất nhé. Cảm ơn các em rất nhiều vì đã lắng nghe phần audio ngày hôm nay. Và sớm thôi, chúng mình sẽ gặp lại nhau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần audio tiếp theo nhé.